Đây cả nhà thấy không, hai đĩa bún đang để sẵn nè, rồi hai hũ mắm đó, hai hũ mắm để Việt Nam qua cũng đang để sẵn đây luôn. Rồi bên này bắt đầu bà xã đang luộc cục, hai cục thịt heo. Hello, xin chào đại gia đình. Bữa nay hồi tối cháu Ngọc nói là bữa nay qua nên tạo bất ngờ. Tạo bất ngờ quá đi, tối rồi nên mình cũng có đi chợ búa gì kịp hết á. Nên luộc thịt heo, cuốn bánh tráng rồi với cá ngừ ăn bún. Dữ không? Là cũng quá ngon rồi. Thầy bà xã đang luộc thịt heo sẵn đó. Cháu gọi qua đó cũng hơi bất ngờ nên cô chú hỏi thích ăn cái gì thôi, sẵn mình có mắm nêm Việt Nam đem qua ngon quá. Mà anh rồi. Thứ anh bốn anh cũng thích ăn cái món này. Rồi ông anh mình đó là mê cái món mà thịt heo luộc cuốn bánh tráng rồi. Thôi chú ơi, heo luộc cuốn bánh tráng là số dách rồi. Đó, bây giờ mình rau rồi xong xuôi hết rồi, giờ mình chỉ làm cái mình dọn lên. Đây đủ một rổ rau. Rau ngon lành không? Rau thơm ở dưới, còn salad ở trên, chút xíu mình chia ra. Ừ. Rồi bánh tráng Việt Nam mới đem qua nữa. Dạ, bánh tráng không dúng nước nữa. Mình thích cái đó nhất là tại vì nó tiện. Nó rất là tiện. Khi mà ăn mà đông đông á, không có sợ là mất chỗ. Dạ, còn đây là bây giờ mình đâm thêm miếng tỏi, miếng ớt. Mình thấy ớt đầy trong này rồi nè. Cái này là bà chị thứ hai, chị đặt sẵn sàng hết rồi chị gửi vô chị cho. Chứ còn đợt này là mình không có mua cái gì hết trơn á. Vừa lớp bệnh, lớp rồi mình nói tới nói lui hoài vậy, giờ mình không có đi mua sắm gì được hết. Cái này là chị gửi vô cho rồi mình xách theo. Nhưng mà cái này thì chị đặt nên nó rất là ngon, người ta pha sẵn hết rồi. Chị kỹ lắm. Người ta pha sẵn hết rồi. Cái này là một cái là mắm cá rò, giò cá rò gì đó. Bây giờ nói em nghe nè, sẵn cái dịp á, trên cái video mà em khoe cái bộ nồi gì đó đó, mua ở đâu, em sẵn em nói giùm với lại cô chú. Cái đó Imart ở Sài Gòn á. Ở Sài Gòn, cái giá bao nhiêu luôn nữa với mỗi không, người. Em không biết cái đó, sorry, mình không biết, tại vì khi mua thì mình thấy cái size kích cỡ mình thích thì mình mà thôi, chứ mình không có coi giá, cái đó sorry. Tại rồi vì thêm cái loại nữa, trà, hai cái đó mà hỏi nhiều lắm, anh cũng không có. Cái trà mà em nói em mua mấy cái gói trà đó, trà đó cũng mấy cô em ở nhà mua cho phải không? Đúng rồi, trà nào bông cúc á thì mua trong Imart đó luôn. Imart luôn hả? Còn trà mà trà xanh của Hà Nội thì là cô Sáu order, cô Sáu quen cái chỗ cô Sáu order. Ừ. Đó. Cái trà xanh Hà Nội đó uống rất là ngon. Thì đó, thì bởi vì em nói ngon đó mấy em cháu mới hỏi. Uống mấy cô chú mới hỏi. Uống cái hậu rất là ngọt. Cái đó là cô Sáu order hết, còn nói chung là mình không có chính tay đi mua là mấy cái nồi đó, mà mình cũng không có hỏi giá, không có coi luôn. Tại vì cái món của mình thích quá rồi, gặp cái là cứ chỉ. Nhưng mà hình như là cũng không không chính xác. Cô chú có muốn mua thì cứ lên, hình như là người ta có cái công ty lớn lắm ở Bình Dương á. Công ty lớn thì mua thì vô cái gốm sứ Thanh Long hả, cái gì đó là sẽ biết, là bán đồ nhiều lắm. Không, anh biết sao không? Sao? Cái mắm á mà ở Việt Nam á, tại vì nó thoáng nên mở ra nó không có nghe mùi nồng. Còn mình ở bên này mà mở ra là nghe mùi ngực nồng. Nghe mùi trong nhà đóng cửa hết hả? Ừ. Ngực nồng luôn. Su làm gì vòng vòng Su? Bán khửi. Su nghe mùi mắm Su bỏ chạy. Su nghe mùi mắm Su bỏ chạy luôn. Mũi bỏ chạy. Su nghe mùi mắm Su bỏ Su chạy coi chứ. Nhiều em cháu nó thương Su lắm. Lâu lâu cho Su lên phim một xíu. Su nghe mùi mắm Su đứng nghít rồi coi chú theo. Nãy quên lén cho cô chú coi, Su đang ngủ lên giường mắm mì đã đi, Su nằm đây đó. Su kiểm tra xong cái Su nằm đi giường Su ngủ rồi.
Mùi đá quá ha. Cô chú nghe thấy không? Cho ông xuống ông mắm xuống. Thích cái mùi. Thích, thích. Thích xong rồi đi. Sù téo lắm cô chú. Sù tìm á, sù tức quá không biết có mùi gì vậy sao ha. Kỳ lạ quá. Để đi đem Việt Nam có mùi gì kỳ vậy ta. Kỳ lạ ghê. Đó, thấy em ngước lên em hửi đó cô chú thấy không? Wow. Vậy đó. Quý lắm. Mà thiệt, mùi thiệt. À, mùi mặn ghê luôn. Chắc mở toan cửa chút xíu hả? Dạ, yeah, mở ấy chút đi. Ừ, em mở chút xíu mặn cái cửa lắm, để cho nó mùi nó ra bớt đi cô chú. Em mở cái hút ở trên cái... Mở cái hút thì nó cao, nó ồn. Ồn. Mở cái này đi, mở cái cửa đi. Mình ăn mà mình còn nghe mạnh đó. Cái này mà anh em nào mà làm hãng làm xưởng đó mà đem tới mấy cái hãng Mỹ rồi đó nha. Dạ. Tới giờ lên mà đem ra là coi như là mấy anh kia dột hết là mình là ngồi mình ăn sướng luôn. Mà ở bên nhà đâu có nghe dữ vậy ta. Việt Nam thoáng nè, mở cửa rồi tan hoang á. Ờ, chắc mở cửa trước, cửa sau rồi tan hoang lên hết hả? Ừ. Nên ấy còn trong nhà mình là máy lạnh nữa mới ghê chứ. Ừ. Wow. Ừ, nó mặn dễ sợ luôn cô chú anh chị ơi. Mặn lắm, mặn hơn mắm đi mình mua bình thường. Mùi này mà ăn xong đi gặp người yêu đều có đánh răng. Bảo đảm hơn mấy cái mùi của dầu thơm nữa mà. Không có cái dầu thơm nào. Đây, đây là cá giò. À, nhìn hấp dẫn không? Đó, cá giò đây, có ớt, có đồ rồi. Nghĩ ớt thênh thang kiểu này chắc em không có đâm ớt nữa quá. Ừ. Đó, pha vô một chút thôi. Mấy cô mới ăn vậy ngon lắm. Thành ra thôi giờ mình... Wow. Ừ. Rồi bây giờ mình tiếp tục xong để chờ cháu Ngọc qua ha. Đúng rồi, giờ để đây. Pha xong rồi lấy đồ đậy lại. Này phải chế biến thêm không? Dạ, cái này nó hơi mặn. Nguyên chất thì nó mặn quá, phải thêm miếng tỏi, chanh, đường đồ vô. Tại vì mình không có ăn mặn dữ vậy. Đó, ăn chấm là thôi hết sảy. Rồi. Thêm hai tỏi nữa. Đó. Quá vui không? Quá vui luôn. Rồi mời bố đi chị Bảy. Rồi. Rồi. Mời đại gia đình. Xin mời tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Gia đình mình nha. Rồi, chúc mừng anh. Rồi chúc mừng em trai. À, bất ngờ quá. Nói chung á là con á thì không trọt giỏi quá. Oh, wow. Con không có biết cái ngày nào để đi. Nhưng mà con nghĩ là con thấy con trống được cái ngày nào đó thì con tranh thủ con đi. Còn điều huynh thì ở nhà cũng phải lo dọn dẹp cái khác nữa. Chú thấy con lưu bu quá trời vì dành thời gian thăm chú quá mừng. Trước khi đi phải qua thăm chú tiếng mà ấy chứ. Bữa mà em mà mốt đâu có được lái xe đi qua bên Chicago nữa. Đúng rồi. Mốt gặp nhau là máy bay. Đi máy bay. Rồi xin mời tất cả mọi người nha. Ra đi một chút xíu à. Chú nhớ buồn nhớ ba con, nhớ con gia đình con chú bay qua chú chơi vài có ngày chú về. Dạ. Bố ha. Đúng rồi. Qua mà nắng lắm, đặc biệt mùa đông á. Mùa đông đi rồi qua đây là bảo bao nhiêu ngày là cũng được hết đó. Đúng rồi. Cái này cũng như là đi đột ngột đây. Chứ cũng không có báo trước cho mấy đứa em mình biết. Tức là hồ ôm á là Ngọc anh Tính bên, Ngọc Tính đó là thôi bây giờ ba ơi. Thôi bây giờ còn mình sẵn cái thời gian này. Bây giờ con trống được ngày mai nè. Thì thôi bây giờ qua thăm chú Thiếm đi. Chờ bà mình qua thăm chú Thiếm. Rồi sẵn rồi mấy cái loa cổ rồi của con luôn đó. Đó đúng. Để qua luôn cho nó xong. Sẵn xe cổ rồi chở qua đó luôn một lần luôn. À. Trời ơi, con chưa thấy lần đầu tiên con Hải Hùng mới dọn nhà. Đúng là Hải Hùng thiệt chứ. Dọn nhà cái gì cũng lấy theo Phượng ha. Đỏ thì tía. Không, nhưng mà những cái mà cũng cần bỏ là mình phải bỏ. Ồ, chứ không phải là mình gom vô hết. Giỏi quá. Chay giỏi quá, giỏi luôn. Rồi, để đây chút ngoại cắt nha. Rồi, Bình Huỳnh xin mời đại gia đình của mình nha. Xin mời. Xin mời nha. Mai Tiếp cho ăn mấy món này đúng cùng cô con luôn á. Đúng luôn. Thương đầu con Minh Tráng. Cái mắm này Tiếp mới đem Việt Nam qua đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng
Mà này chị hai gửi vô cho chứ đồng chí cũng không có mua luôn. Cái nào? Bác hai gửi vô cho. Bánh tráng hay bánh mắm á, rồi bánh tráng luôn. Dạ quá ha. Dạ, cũng bác hai gửi luôn. Cái này thì khỏi cần phải nhúng nước các bạn. Khỏi. Mà đợt này á là mua cái loại không cần bỏ trong đá. Dạ. Lúc mình trước cứ để ở ngoài. Dạ, để ở ngoài bịch vậy thôi. Ừ, trước chú mua là phải bỏ trong đá, mỗi lần ăn lấy ra sợ bị móc. Xin mời đại gia đình mình dùng bữa với mấy chị em mình nha. Ngon quá rồi. Xin mời đại gia đình. Ngon ngon quá luôn. Dạ. Tới đây là đói bụng không? Ừ. Dạ, dạ, em qua đây ăn cá mắm của chú Năm chị Hai ơi. Đừng lấy giấy chứ. Nhưng mà em không dám làm cay, anh Bốn có ăn ớt anh đi hái cho anh. Được. Ông mà nó có ớt nó không hái cho. Bốn ăn cay rồi, được rồi. Với cay không? Cay được rồi. Bữa hôm ừ, trước á, con ăn tại vì ăn mắm dừa ăn luôn. Con ăn mắm cá. Cái chuyện mà em anh đi ra Đà Nẵng trước á, dạ. Năm anh về thì em đi trả mộ ở ngày 6 tháng 3, Thanh Minh á. Ngày Thanh Minh á thì ra thì hai vợ chồng Bi cũng mua mắm cho anh rồi. Còn anh có mắm hả? Có mắm. Đó, gỡ về cái đợt đó là, mỗi lần ở quê thì chỉ có mắm là đặc sản chứ không có gì khác phải không? Ừ. Lạnh chị Hài với mấy cháu không phải biết cái trong này thích là cái mắm này nè. Nha. Từ nào giờ luôn, mỗi lần chị Hài vô là có mắm lắm. Quá ngon. Nó nghe. Con bỏ này bên kia không? Ok quá. Gửi lại cái bông muốn á. Ừ. Bánh tráng. Cứ một vài miếng thì chú bỏ cái này. À, ra mà không có gì có rau, sầu nghẹt nghèo thiệt, rau, mắm, nước ớt. Ngon. Ớt ngon. Rau chỉ ngon hai lần ha. Rau mới lên chừng 3 lá. Cứ đi chuyến nào cứ vừa rồi, quá vui. Quá vui rồi hả? Dạ. Tụi có coi video không? Coi chứ, coi video clip mình cũng coi theo dõi chứ. Coi gia đình mình thì không được, nhưng mà mình coi gia đình mình sum họp vui sao rồi mình ngồi đó mình tiếc. Con vui nữa. Con bên Bảo đi cũng vui nữa. À. Rồi vô nhưng mà con cũng lu bu quá, cũng cần tới ngày thì con cũng lo đủ thứ ha. Dạ. Bánh dễ ăn chị ha. Nó mỏng ngon lắm cả nhà mình ơi. Ngon lắm. Bánh tráng cũng ngon. Thịt luộc ngon. Thịt luộc thịt thêm phượng luộc thịt ngon á. Mắm là ngon nhất. Cảm ơn chị. Cái người mà qua mắm là cái người đó mà cái quan trọng nhất là ha. Là quan trọng. Ủa, mắm qua đây phải pha lại nè. Chứ không con. À, chứ nguyên chất nó hơi mặn cơ. À, mình ăn mắm mà mình phải ăn. Anh rời cái dĩa bún bớt đi rồi cái anh để dĩa rau sát bên cho anh. Mà hình như anh em anh là rất thích, không thích ăn bún nhiều phải không? Ừ. Đúng rồi. Rau. Thì để sát vô cho anh. Rồi ăn rau. Mẹ. Rau là phải có rờ đó. Chuyến vừa rồi là cả gia đình mình về mà nội hôm qua có một khoảng thời gian quá trời vui. Nha nay buồn yêu rồi. Nay buồn thế thảm rồi. Tội hết đi. Cứ ngồi kể. Mẹ con thấy mẹ có 10 người con. Mà bây giờ con thấy có một mình mẹ. Cứ ngồi kể miết nó đâu có một mình mẹ được. Ông có cha mẹ bây giờ chết mất. Rồi còn ông xã cũng chết mắt. Bỏ đi luôn. Bỏ đi trơn là. Ông hứa là dạ, 100 năm mà giờ mới có 80 năm. 84 năm. Cứ ngồi sáu câu dụng cổ đó mà cứ hát hò miếng. Bà nội đang ngồi coi video á. Đó, đúng rồi. Bà nội đang coi video. Coi chừng. Cái video chừng á. Canh me dữ lắm. Canh me đó. Thì giận. Ngồi ăn bắt chờ mà xin nó không cho kìa. Mẹ ăn bánh cuốn nha. Thôi cái món này lắm. Cái cô đó cũng nói ngày nào cô cũng lột cho bà nội miếng thịt hết á. Ủa vậy hả? Cuốn bánh tráng. Một ngày nào bà nội cũng ăn một cuốn, hai cuốn. Chứ không ăn gì á chị ơi. Cuốn này cuốn thôi. Có cái gì chơi ơi? Trời cuốn này cho bự dữ vậy đó. Ôi trời nghe cái giờ cà phê dữ nha. Cái cuốn này quá bự rồi. Đi xuống ngay giờ này. Sao con? Nói sao mẹ đang ăn mà mẹ hay à? Nó khoe lạng vô nó dành cái chỗ ngủ không bê lạng họ cho nó đâu. Ờ. Xu không bê lạng con trai.
đâu mà con su của ba làm anh thấy người bên kia cũng thích gọi hay ăn theo cũng bánh tráng chứ vậy lâu lâu một tuần nữa không nhớ ăn ha. Mấy cái món đừng ăn đâu ngán bất hủ à. Ừ, món này nó không thể quên được, ăn mấy cái món ăn được nhâm ăn cái này nhớ cha mình. Để mua cái salad này ngon. Để cha mình món món này cha men, cha men cái này mắm mắm cái. Đúng rồi. Đó, mắm cái mà gỡ vô cái gì cái gì. Cái ông đem là mấy miếng bánh tráng cho mấy cá hay là bất cứ cái gì cái là ông cũng cuốn ha. Mà anh Bốn nhớ không? Cha mình mà anh bỏ thêm đường là không có ăn đâu. Đúng rồi. Không thích ăn nguyên chất. Chỉ có tỏi với ớt thôi. Nhưng mà cha cha mắm là có miếng xả nữa nha. Cha hay đâm miếng xả vô. Nhưng như mình bác sĩ la hoài chứ. Bởi vì cái tuổi lớn nó bị cao máu nên mà cha ăn nguyên chất lên. Mình thêm mình máu lên. Dạ. Nhìn mẹ. Trời ơi. Mẹ. Ơi, đừng có đạp chân chay. Hôm nay qua đây thấy thời tiết Kỳ Gô đẹp không? Quá đẹp con chú. Sáng ở bên này mưa. Bên chị gần cũng giống giống vậy đó chú. Nay nhìn nhà cửa hàng xóm mình vòng vòng đây quá trời đẹp luôn. Dạ, tới mùa này người ta lo sức nhau dẫn về rồi đó chị. Ừ, mẹ con qua với ba qua đây là lúc đó trời mùa đông. Đông đông, nên đóng cửa kín mít. Đúng rồi. Chứ chỗ nào mình cũng thấy tiếc không? Chút xíu chị ăn xong cái mấy chị em đi dạo trong cái vùng này một vòng cho chị biết được cái khung cảnh mùa hè ở tại tụi em. Hả? Ở đây thì cái mùa hè chỉ có niềm vui mấy tháng rồi thôi. Kiếm giờ này mới mua dưa leo này không à? Dưa leo đang ngon chưa em? Leo ngon là nhỏ ăn nó giòn. Ngon. Mà sợ có mình ăn không hết nên lấy có mấy trái à. Dạ. Đâu có biết con qua. Dạ. Mẹ nè. Có ăn là mai đúng rồi đó con. Ngon quá. Chú nói là thím giật mình đó chứ. Chú... mùa này không có dưa leo hả? Không. Ý là thím đâu có biết, thím đi chợ. Nhà mình chồng á. Thím đi mấy tuần rồi nên thím đâu đã chồng đâu. Mà giờ chắc là chồng thì sợ không kịp. Ừ, thầm ra thôi. Thím gieo vào muống thôi à. Nghe gieo, gieo vào muống. Con bút hoa phơi ra cũng đồng ngon lành lại. Ừ, đến bển quanh năm luôn. Năm cái tháng luôn. Bữa trước thím phụ có mùng tơi cũng ngon. Có, em có. Ừ. Em có lá mùng tơi. Mà hổng là em về á là bữa nay chỉ lên cả khúc nữa rồi đó. Còn bữa hổng về thấy tội quá trời luôn khô. Ở bên chú kêu qua tưới giùm nhưng mà không kiểu như có cỏ có đồ đó. Mấy em về nhổ bớt cỏ rồi này kia nọ cái nó đỡ. Nắng ấm lên bắt đầu cỏ mà, lên. Quá ngon luôn. Cái này mà có mấy trái ớt xanh Quảng Nam nữa ha. Có mà. Ồ nãy giờ em nói em ra hái ớt này thấy ngon. Mẹ ơi mẹ. Coi trái nào bự nhất hái cho con, nó mới vừa trái nó mới vừa lên à. Nãy ăn cái này nghe thấy trời nóng nóng nữa cũng ra bia lạnh. Nãy là đã. Nãy sợ em dâu thật. Có ra hái con trái ớt chị đâu cờ khổ ghê. Trái ngon ha. Ngon. Em thiệt ngon. Em mua bao nhiêu lắm? Ngọc nó cũng quất cho một mớ bánh tráng Đại Lộc đó. Có không? Có, chuột. Đại Lộc ăn mới ngon á. Bánh tráng Đại Lộc dài. Ồ, có su dần, có su. Rồi, hồi nãy anh có đi ra rồi. Hồi nãy anh có đi ra rồi, mà anh không thấy. Anh đi vòng. Không, chắc nó còn xanh quá, nên bà không thấy. Không thấy luôn. Nó mới ra đó. Đẩy đi. Cải ngon là thuộc. Dạ, cảm ơn. Cải giòn, cải giòn lắm. Cái này cái chị xào xào gà bằm á. Cái chị xúc cái này bánh hôm giờ ăn cũng tốt cái chứ mừng vậy chứ. Ờ giờ anh ăn được. Ừ. Ngủ cũng ngon, anh bố ngủ cũng ngon lắm chứ nào. Ăn được. Mà sao có cái nó không mập như biết. Ủa mà nó về nó khó mà thì cũng mập không có. Có giống như cái chắc cái gì ta cái gì mà đốt. Nóng đốt mạnh quá. Ừ. Nó không có giữ lại. Còn với em chị á là cái đó nó yếu. Dù bao nhiêu đi hết. Ăn bao nhiêu giữ hết. Rồi giữ lại. Còn còn nhà bên nội là ăn bao nhiêu là đốt trái á. Lấy cái bê ra thứ gì mới con. Ừ. Thôi được cho nha con, đừng cho nha. Luôn luôn nha con, không có hung chê bằng cái miệng nữa nha. Hôm nay đủ tay thôi. Ừ.
cũng ngon mà mẹ. Sáng kể cho nghe, hồi khoảng từ 10 giờ á, cái bà Ly bên trình điện thoại qua. Bà Ly bên trình điện thoại qua có nói không nói. Con học bài xong rồi, hỏi có gì không con? Con buồn chay mình quá. Bây giờ ông nội cho con gặp con trai đi. Cái anh mới nói là con trai làm gì con buồn. Cái nói con nói ông nội nghe. Con trai tự nhiên cái ba ly thương ông nội, ba ly ôm nội. Ba ly ôm nội cái trai tới cái không cho ba ly ôm nội. Thấy cục đó. Không cho ba ly ôm nội. Con trai giữ là ông nội, ông ngoại ơi, ông ngoại bây giờ đi về cuộc sống Mỹ với con. Con buồn dữ lắm. Là cái thằng lớn nói vậy nghe, cái thằng nhỏ nói theo. Mà nhỏ nói đứa con cũng buồn nữa. Đâu như con thương ông nội, cái trai nó tới nó không cho con thương ông nội, nó muốn ông nội đi về cuộc sống Mỹ. Bây giờ ông nội xây cái mặt cho con coi, nó coi. Còn gì phải vô mặt ông nội coi. Trời ơi, nó vô cái con trai, trai cầm điện thoại. Trai cầm điện thoại. Em xin lỗi anh rồi mà. Em xin lỗi anh hai, xin lỗi anh ba rồi mà. Nói vậy tiếng Việt luôn hả? Nói tiếng Việt luôn. Sao? Có không? Con có xin lỗi chưa? Có, ngoại nghe rõ ràng. Vui lắm ba con, giờ có vậy thôi đó. Mình vui ba giờ thôi, cháu ngoại cháu nội quay quần hay quá. Mẹ ơi mẹ. Dạ. Chuyện này có gì kể rồi nghe. Không còn quá trời nữa, lâu quá mà, lâu quá mới gặp chê mà. Cái ngày mà chú ra sân bay, cái ngày đó trời mưa dữ ha. Ui mày, tầm tả. Rồi, bữa đó mưa là ở nhà, mưa tầm tả. Ngày đó mình đi bảo mình cũng đòi ra sân bay đưa chú. Dạ. Chú thấy mưa gió thôi, để cho con cháu bận bộn công việc ở nhà đi. Chú thím chỉ ra sân bay xong cái mình hậu à. Rồi xe chở đồ nó xong là rắp chú lại, cái thứ nhất là giơ tay mấy người cháu đó rồi xong rồi chú đi vô trong rồi đi một mạch đi luôn. Lâu lâu vậy, tiếng vừa hả? Quá vừa mà, biết không? Gần hết mệt mỏi rồi mới qua lại. Về đây ha, giờ thấy còn khỏe ra lại đi. Đúng rồi. Em cũng vậy. Nó nghe này con lại chơi iPad con đi. Để cho mẹ. Vui lắm các bạn ơi, hôm nay gia đình Bình Huỳnh cháu cũng tạo bất ngờ. Rồi qua đây tiếp tục chú cháu Bình Huỳnh cũng như gia đình Bình Huỳnh ăn bữa ăn đậm bạc vậy nè. Bữa ăn quê hương, đi tập theo luôn. Em không có gì đại hết, thành ra em có muốn cái gì đó vì đồ biển, đồ gì thì anh muốn không có thích mấy. Anh lại thích những cái món ăn đơn giản đậm bạc của quê hương như vậy. Anh biết ý, anh bố biết ý gia đình mình. Rồi, cây có món cá ngừ nè, kho khốn nè. Đó, để cái sáng cây no chiều tối hôm nay nóng 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 ha. Rồi, đó là đem bay từ bơi luôn đó. Đó là những cái món thói quen của anh em mà hầu như là muốn gù rụt đó. Rụt quá nè. Vậy là các bạn, thì video đến đây thì gia đình của Bình Huỳnh cũng như anh em Bình Huỳnh cũng xin tạm chia tay lại gia đình của mình rồi. Và tiếp tục những cái video mới ngày mai. Thì trước khi gia đình Bình Huỳnh chia tay lại gia đình của mình trong kênh YouTube, cho Bình Huỳnh gửi lời chúc đến tất cả đại gia đình của mình trong và ngoài nước một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video ngày mai.